13 năm tù vì dùng chĩa đâm chết anh ruột từ mâu thuẫn nhổ 4 cây chuối. Ngày 18 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Anh Tuấn, 51 tuổi, ngụ thành phố, Mỹ Tho, 13 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023, sau khi đi làm về thì Tuấn và anh ruột là ông Nguyễn Như Anh Vũ, 53 tuổi, có xảy ra cự cãi về việc ông Vũ nhổ bỏ 4 cây chuối mà Tuấn đã trồng phía sau nhà. Trong lúc cự cãi, ông Vũ dùng gạch trong nhà ném về phía Tuấn. Bực tức Tuấn chạy về nhà dùng cây chĩa nhọn đâm vào ngực của ông Vũ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tuấn đã bị công an bắt giữ. Mất cảnh giác, nhiều phụ nữ bị cướp giật tài sản khi lưu thông trên đường. Thời gian gần đây nổi lên tình trạng cướp giật tài sản nhằm vào những người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường, gây bức xúc trong nhân dân. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Chu Mạnh Thái, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, về tội cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 12 tháng 5, Thái đã điều khiển xe máy Honda Future màu xanh trên cầu vượt Cổ Linh, phường Thạch Bản. Quận Long Biên thì gặp một người phụ nữ điều khiển xe máy Yamaha Zenot, trên cổ có đeo chiếc dây chuyền. Thấy vậy, đối tượng vượt lên giật chiếc dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng ngã tư cổ linh, thạch bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự, công an quận Long Biên đã phối hợp với công an phường Long Biên khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến 17 giờ ngày 21 tháng 5, công an quận Long Biên đã bắt giữ được Chu Mạnh Thái, đối tượng đã có hai tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Quá trình đấu tranh, đối tượng Thái còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền khác tại khu vực cầu vượt Láng Hạ, khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2024, tại khu vực Vĩnh Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Phong Sắc và Giảng Võ, khoảng đầu tháng 4 năm 2024. Tương tự, vào chiều ngày 30 tháng 3, Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh năm 1994 và Nguyễn Như Ngà, sinh năm 1990, cùng chú ở Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội, rủ nhau đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Nghĩa điều khiển xe máy Honda quay đến đón Ngà rồi chạy về phía xã Vân Canh, huyện Hoài Đức để tìm nạn nhân sơ hở sẽ cướp giật tài sản. Khi đi đến đoạn đường liên xã Vân Canh, Lại Yên, các đối tượng phát hiện chị N đang đi xe đạp điện cùng chiều. Nghĩa điều khiển xe áp sát chị N rồi ngà ngồi sau dùng tay giật chiếc dây chuyền vàng chị N đang đeo trên cổ. Sau đó, các đối tượng mang chiếc dây chuyền đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, công an huyện Hoài Đức đã nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày mùng 2 tháng 5, cơ quan công an đã vận động Nguyễn Xuân Nghĩa ra đầu thú, đồng thời truy bắt đối tượng ngà đang bỏ trốn. Có thể thấy, những vụ án trên cho thấy sự manh động, liều lĩnh của tội phạm cướp giật và đối tượng chúng thường nhắm đến là phụ nữ đi một mình trên đường vào thời điểm vắng người. Theo thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàng, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an quận Long Biên, hầu hết các vụ cướp giật tài sản do đối tượng là nam giới gây ra, chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 16 đến 30, nhiều đối tượng là trẻ mồ côi, bỏ học, có tiền án tiền sự, nghiện ma túy, lười lao động nhưng thích hưởng thụ nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân của mình. Chúng thường sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến giao thông để theo dõi, quan sát, lựa chọn mục tiêu để cướp. Khi đã phát hiện và lựa chọn được người đi đường, đang đi xe máy hoặc đi bộ, có mang theo tài sản, các đối tượng sẽ áp sát, lợi dụng thời điểm vắng người qua lại để cướp giật tài sản. Hoặc sử dụng xe mô tô gắn biển kiểm soát giả, rồi đi lại trên các tuyến đường vắng vào ban đêm. Quan sát thấy nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Do vậy cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần tăng cường bảo quản tài sản của mình, đặc biệt là phụ nữ đi trên đường vắng. Ăn mặc sang trọng, đi xe ga đắt tiền, đây luôn là con mồi mà các đối tượng cướp giật nhắm đến để cướp giật túi sách. Vì thế, khi đi trên đường, người dân nên cất túi sách trong cốp xe, hạn chế sử dụng điện thoại. Phụ nữ thường đi một mình, nhưng kể cả khi đi hai người, cũng hạn chế đeo trang sức, tránh tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội, thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàng nhấn mạnh. Mất vàng tiền hơn 1,5 tỷ đồng giấu trong hai phi lúa trước hiên nhà. Một cặp vợ chồng ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm vàng và tiền với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng được cất giấu trong hai phi lúa để trước hiên nhà. Ngày 18 tháng 6, công an thành phố Quy Nhơn cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một cặp vợ chồng ở phường Gành Giáng, thành phố Quy Nhơn trình báo bị mất trộm vàng và tiền được cất giấu trong hai phi lúa để trước hiên nhà. Theo nội dung trình báo, chiều ngày 16 tháng 6, ông Nguyễn Ngọc Lờ, 54 tuổi, ngụ Phương gành dáng, kiểm tra thì phát hiện số tài sản do vợ chồng ông cất giấu trong hai phi lúa để trước hiên nhà đã bị mất. Ông Lờ cho biết tài sản bị mất trộm gồm 600 triệu đồng tiền mặt và vàng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Tất cả vàng và tiền được vợ chồng ông Lờ chia nhỏ ra và bỏ trong nhiều túi màu đen, quấn lại rồi cất giấu trong hai phi lúa. Lần cuối cùng ông Lờ kiểm tra tài sản vào tháng 4 năm 2023. Từ đó đến nay, vợ chồng ông Lờ không kiểm tra lại nên không xác định được thời điểm bị mất trộm hiện trường vụ trộm cho thấy nhà vợ chồng ông l kiên cố nhưng không làm nơi cất giữ tài sản mà cất giấu tiền và vàng ngoài hiên nhà không có khóa